Nói về cái câu chuyện về Chu Gia Trang ấy, Chu Gia Trang ở khu này thì cũng báo cáo với các anh, các ông bác là và anh bạn là họ Chu nhà tôi ấy là xuất thân là từ trong miền Trung. Đấy thì có một cái nhánh mà ra ngoài Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất này là cách đây là trên 500 năm. Thế thì cách đây là trên 300 năm là có ông cụ tổ, ông là Chu Duy Tân. Ông ấy đỗ tiến sĩ ở cái đời vua Tự Đức. Thì sau khi ông đỗ tiến sĩ thì ông ấy được lên làm quan cai quản ở cái vùng Phúc Thọ, Sơn Tây, rồi thì Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đấy là ngày xưa là ở cái mạn rằng là phía bên đấy. Thì sau khi ông làm quan ở bên đấy về thì ông cụ về ông ấy xây cái nhà thờ ở cái làng quê Vĩnh Lộc. Cái nhà thờ đấy là một trong những cái nhà thờ cũng đẹp nhất ở cái vùng quê của mình bây giờ ấy. Đấy. Thế thì cũng có từ những cái ý tưởng các cụ ngày xưa để lại những cái sản phẩm, những cái công trình nó rất là quý hóa như thế. Thì con cháu bây giờ đến mấy trăm năm sau bây giờ khu nhà thờ đó rồi nó vẫn còn tồn tại. Thế thì cũng theo cái truyền thống của các cụ ngày xưa rồi thì của cha ông để làm. Thế thì năm tôi khoảng 30 tuổi thì tôi cũng có một cái ý định là muốn xây dựng một cái công trình, một cái nhà cho nó để lại cho thế hệ tương lai về sau này. Thì lúc ấy con năm đó khoảng hơn 30 thì tôi cũng nghĩ cũng tính đi tính lại và cuối cùng là mình quyết định là làm được là một cái khu nhà. Đấy là cái ý tưởng là cách đây lúc đó là khoảng hơn 30 tuổi. Và bây giờ là cách đây vào khoảng độ hơn 20 năm. Thì lúc đó tôi khoảng ngoài 30 một chút thì đã có cái ý tưởng đó rồi. Thì qua quá trình để mà xây dựng một cái cơ ngơi, một cái căn nhà ấy là cũng mất mấy chục năm. Là mình đi tìm hiểu ở trong nước, đi các tỉnh thành ở trong nước, đi 63 tỉnh thành. Từ vào Huế, Đà Nẵng rồi vào miền Tây rồi thì sang vùng Kinh Bắc. Đấy, vân vân. Rồi thì sang Trung Quốc và một số cái tỉnh như là Phúc Tiến, Kiến Giang ở bên đấy để mình tìm hiểu là những cái mẫu mã, rồi thì những cái họa tiết hoa văn và tìm hiểu những cái chất liệu gỗ. Bởi vì Trung Quốc là có những cái công trình gỗ bây giờ nó đến hàng trăm năm, hàng nghìn năm vẫn còn tồn tại. Đấy mình để tìm hiểu để mà xem cái cách bảo quản của họ nó như thế nào để mà nó cái công trình nó được trường tồn nó như thế. Thế đi qua quá trình để mà đi tìm hiểu các tỉnh thành và đi sang Trung Quốc ấy, thì mình mới ngoài cái việc đi tìm hiểu đó ra để mà bảo quản về gỗ thì mình lại lựa chọn các loại gỗ. Thì cổ truyền thì ngày xưa thì nó cũng chủ yếu là làm bằng cái gỗ lim. Đấy, các cụ ngày xưa làm chủ yếu bằng gỗ lim. Thế thì cũng qua cái sàng lọc có rất nhiều các loại gỗ khác nhau, gỗ đinh, gỗ lim, gỗ táu, gỗ xến. Rồi cuối cùng thì mình chọn là cái gỗ hương. Đấy. Thì mình chọn cái gỗ hương thì toàn bộ công trình của cái nhà này là 100% là bằng gỗ hương. Đấy, 100% là gỗ hương toàn bộ. Để khi mình chọn được cái gỗ rồi, chọn được các mẫu mã rồi, các họa tiết hoa văn, thì cái nhà này nó mang câu chuyện là nó độc đáo, nó không phải là nó giống cái công trình nào cả. Và ở đây là mình đi qua quá trình mình đi tìm hiểu rồi thì mình đúc kết nó lại và mình lại làm theo cái cách của mình, cái ý của mình. Thế thì cái nhà này là nó có cái quy mô là 48 cái hàng cột. Những cái cột cái là nó cao vào khoảng độ 10 mét. Và cái vanh của nó vào khoảng độ gần 2 mét. Đấy. Chọn được những cái bộ gỗ để mà làm những cái cột và những cái nhà này là cũng rất là kỳ công. Cũng phải dễ sàng lọc rất là kỳ công. Đấy. Thế thì khi mà có được chọn được gỗ rồi, có kích thước mẫu mã rồi, có lên ý tưởng rồi, thì một cái khó là bây giờ các cái đội thợ, bởi vì là thường thường ấy là cái những cái nhà cổ truyền này thì là thợ truyền thống chứ nó cũng không có bản vẽ nào cả. Đấy, đặc biệt là chỗ nhà mình nó là truyền thống. Thế thì mình cũng đi tìm hiểu, cũng đi trao đổi nói chuyện đến hàng trăm cái đoàn thợ ở mọi miền đất nước, trăm đoàn thợ khác nhau. Đấy, và cuối cùng là muốn chọn được một số cái đoàn thợ. Bởi vì khi chọn cái đoàn thợ đó nó có một cái khó là thứ nhất là người ta phải có một cái tâm, có cái tầm, rồi thì người ta phải có một cái sự đam mê sáng tạo
Và đặc biệt là người ta phải có một cái câu chuyện người ta hiểu về ý của mình. Khi mình truyền đạt cái ý tưởng nó ra thì người ta mới hiểu ý của mình ạ. Đấy. Thế thì sàng lọc là được, sau cuối cùng là chọn được mấy cái đội thợ. Thì nó cái khu này là cũng mấy đội thợ khác nhau ở mấy vùng miền khác nhau đấy. Đấy, đấy là về cái đội thợ để mà thi công. Thế thì bắt đầu là thi công với qua quá trình mấy chục năm mình chuẩn bị. Thì quá trình thi công thì bắt đầu là năm 2017 là bắt đầu là cho xẻ gỗ. Và quá trình làm là đến năm 2022, cuối năm 2022, tức là vẫn 5 năm thì mới khánh thành được cái ngôi nhà đầu tiên này. À. Thế thì làm ngôi nhà này ấy, thì cái mọi cái nó đều rất là chi tiết. Ví dụ như là từ những cái viên ngói ấy, là mình cũng phải đi các nơi, các làng nghề truyền thống làm ngói để mà chọn cái chất đất. Thế khi chọn được cái chất đất rồi lại chọn đến những cái gia đình mà họ làm họ có uy tín. Vì thế từ cái viên ngói ở đấy, hàng chục vạn viên ngói ở đấy là đều viên ngói nào đều có chữ Chu Gia Trang ở trong đấy. Đấy đấy là cái ngói. Thế thứ một cái may mắn nữa là mình lại trong quá trình mình đi tìm hiểu thì khi đang trong quá trình để mà xây dựng để mà làm thì mới nghĩ đến câu chuyện là làm cái lát cái nền là thế nào, rồi để lan can cầu thang nó như thế nào. Thế thì tình cờ là đi lại có cái anh ấy mới nói chuyện với mình là ở Việt Nam mình là có cái vùng đá ở trong vùng Chugarai ấy, trong Aroba Tây Nguyên, thì có cái đá nó nằm ở trong cái lòng núi lửa đấy. Thế là mấy anh em mấy thầy trò lại lặn lội vào trong đó để mà đi tìm những cái đá đó về để mà khai thác cái đá đó từ trong đó ra. Vì thế nên toàn bộ hàng vạn cái khối đá ở trong này được trở từ trong đấy ra. Thì những cái đá đó là tại sao mình lại chọn những cái đá ở trong đó ra? Bởi vì cái đá đấy thì sau mình vào đó mình tìm hiểu mình biết rằng là cái đá nó không bị dầm âm. Nếu mà nói từ dầm âm là nhiều người có thể là không biết cái từ dầm âm đâu. Vì là nó là cái đá nó tự nhiên hoàn toàn là từ núi lửa nó ra chứ nó không bị khai thác bằng cái công nghiệp. Đấy. Và nó có cái năng lượng nó cao hơn vào khoảng độ 16 lần so với cái đá bình thường. Đấy là cái đá mình khai thác ở trong đó. Và toàn bộ ở đây là đá là mình đều xẻ đều nguyên tấm nguyên khối hết. Tức là ví dụ như bậc cầu thang là dày 16 phân là mình xẻ 16 và mình có thể mình đặt mình xếp vào, không còn phải hồ vữa gì cả. Đấy là cái câu chuyện hình thành cái nhà này nó là như vậy. À, lại nói về cái kiến trúc. Cái kiến trúc thì ở đây nó là cái nhà trồng diêm hoặc là nhà trồng giường đấy. Mỗi một vùng quê nó sẽ có cái câu chuyện nó sẽ từ khác nhau. Nhưng mà ở ngoài mình nhìn vào thì nó lại ná như là kinh thành của Huế, cung đình của Huế. Nhưng vào bên trong thì nó lại là nhà truyền thống của Bắc Bộ. Đấy chính là cái sự kết hợp nó khó nhất là cái nhà này. Lúc đó mình khi mình thiết kế mình nghĩ ra ấy, là nó có khó ở chỗ đó. Ở bên ngoài thì nhìn rất là uy nghi bệ vệ đấy, nhưng vào bên trong thì nó lại ấm áp như là cái nhà Bắc Bộ truyền thống của ngoài phía Bắc của mình đấy.